Các triệu chứng của ung thư thường phụ thuộc vào khu vực bị ảnh hưởng của bệnh. Ví dụ các dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư phổi bao gồm ho dai dẳng và khó thở. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các triệu chứng có khả năng ảnh hưởng đến những vùng cơ thể mà bạn không ngờ tới. Đó có thể là trường hợp ung thư tuyến giáp. Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất cơ thể nằm phía trước cổ, có hình dạng như cánh bướm. Một trong những chức năng chính của tuyến giáp là sản xuất hormone giúp điều chỉnh quá trình trao đổi chất, biến thức ăn thành năng lượng do đặc điểm vị trí các dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư tuyến giáp ảnh hưởng đến cổ, cổ họng và giọng nói. Đó còn là sự xuất hiện đột ngột của một cục cứng phía trước cổ, khó nuốt và khản giọng. Tuy nhiên, dịch vụ y tế quốc gia Anh cảnh báo rằng có những dấu hiệu khác bất thường hơn cần cảnh, cảnh giác, trong đó khuôn mặt đỏ bừng là một dấu hiệu đáng lưu ý. Theo hội nghiên cứu ung thư của Anh, tình trạng này do dư thừa calcitonin, hormone điều chỉnh nồng độ canxi và phốt phát trong máu. Sự dư thừa này xảy ra nếu người đó bị ung thư tuyến giáp thể tủy. Triệu chứng này có thể khác nhau ở từng người tùy vào màu da của họ. Ngoài ra, mặt đỏ có thể đi kèm với cảm giác bỏng rát, các dấu hiệu phổ biến của ung thư tuyến giáp là cục u ở phía trước phần dưới cổ, khối u thường có cảm giác cứng, to dần lên và không đau. Bệnh nhân còn bị khàn giọng, đau họng, khó nuốt hoặc khó thở, đau phía trước cổ, cảm giác như có vật gì đè lên cổ. Các triệu chứng ít gặp hơn bao gồm đi phân mềm hoặc tiêu chảy, giảm cân hoặc ho. Ung thư tuyến giáp thường gặp và có tiên lượng tốt, trước khỏi nếu phát hiện kịp thời, người bệnh có thể phát hiện sớm bằng siêu âm tuyến giáp. Tuy nhiên, nếu không chẩn đoán bệnh sớm, tế bào ung thư có nguy cơ lây lan sang các mô xung quanh, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Theo ước tính, có khoảng 586.000 trường hợp ung thư tuyến giáp ghi nhận vào năm 2020 trên toàn cầu. Đây là loại bệnh ung thư phổ biến đứng thứ 10 trên thế giới.